Sự bình đẳng và vị tha của Thế Tôn. Một ngày nọ, Đức Phật cùng với A Nan vào thành khất thực. Khất thực nghĩa là hóa duyên, tức dùng bát nhận thức ăn và những vật cần dùng trong ngày từ dân chúng cúng dường. Câu chuyện Phật điển, người gánh phận ni đề. A Nan, những vật này cũng tốt, hãy đem về dùng để trét những lỗ hổng trong phòng của ta. Dạ. Bạch Thế Tôn, suýt chút nữa con đã mắng bọn trẻ một trận. Những thứ như thế này đều do bọn trẻ có lòng tốt cho ta, ta cũng vui rồi. Suýt chút nữa con đã làm chuyện sai lầm. Mùi gì hôi quá mà. Có mùi gì hôi đó. Ông đã về tới rồi kìa. Người đang bước đến chính là Ni Đề. Ông ta thuộc giai cấp nô lệ, một giai cấp thấp nhất của xã hội Ấn Độ bấy giờ. Công việc của ông ta là hàng ngày gánh phân đi đổ. Số phận này ông phải gánh chịu ngay từ lúc chào đời cho đến chết mà không được quyền cải đổi. Mà cái mùi này hôi quá, đây không phải là nơi ông tới đâu. Nhưng nếu tôi không đi qua đây thì không thể nào đến nhà của mọi người được. Làm cho đồ chơi của em và qua cũng hôi luôn rồi. Ông phải đi đường khác. Xin đừng làm như vậy mà, hãy để cho tôi đi qua, tôi van xin các người đó. Không được, ông đi nơi khác đi. Xin dừng tay lại đi. Xin dừng tay lại. Dừng tay. Nè, các cháu làm gì vậy? Ta không sao đâu. Thế Tôn mà, phải làm sao đây? Ni Đề, ông đi đâu vậy? Thế Tôn, xin lỗi ngài. Xin ngài đừng đến gần con, thân thể con dơ bẩn lắm. Hãy buông gánh của ông xuống và đi đến bên ta. Hả? Lúc trước không phải ông đã từng nói muốn nghe ta thuyết pháp sao? Con có nói vậy, nhưng mà ta sẽ thuyết pháp cho ông nghe. Nhưng thân thể của con dơ bẩn như vậy thì... Giáo pháp của ta như dòng suối chảy, ai cũng có thể uống và ai cũng có thể nghe. Hả? Thưa Thế Tôn, những lời của ngài nói là thật sao? Ừ. Các cháu nhỏ, hãy đến đây ngồi xuống và nghe ta nói. Coi chừng ông ta la mắng chúng ta đó. Ta sẽ không la mắng các cháu, mà chỉ muốn kể chuyện thôi. Ông ấy nói là kể chuyện kìa. Đồ ngu, không phải vậy đâu. Chúng tôi không có muốn nghe ông nói đâu. Các cháu hãy yên tâm đi. Hầu như các câu chuyện chúng tôi biết hết rồi. Đúng không, bà Linda? Đúng rồi đó. Các cháu đã nghe qua câu chuyện này chưa? Ngày xưa, ở trong một khu rừng nọ, có một con rắn. Thân của nó to như người và rất dài. Đầu rắn ở phía trước, đuôi rắn ở phía sau. Và đến một hôm, đuôi rắn mới trách đầu rắn như thế này.
cái đầu kia. Gì vậy cái đuôi? Ê, kể từ hôm nay ta không muốn đi sau ngươi nữa, ta muốn đi trước ngươi. Nè cái đuôi kia, ngươi khờ lắm. Từ lâu ta vẫn đi trước ngươi mà, hãy ngoan ngoãn đi theo sau đi. Ê, ngươi đi được thì cứ đi thử coi. Thấy chưa, chạy không được chứ gì. Ta thua rồi, ngươi muốn đi thì đi trước đi. Ta đi đây. Ê, ngươi đi đâu vậy, ngươi đi đâu vậy? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Đâu quá, ngươi định đi đâu vậy? Trời ơi, đâu quá, ngươi định đi đâu? Ta nói đi thì cứ đi đi. Nhưng mà ngươi đi đâu vậy? Bên đó nguy hiểm lắm. Hả trời ơi, ta nói trước rồi, bên đó nguy hiểm lắm mà. Đừng có đi á, ta nói rồi đừng có đi á. Các cháu có thấy không? Hậu quả là vì cái đuôi không có mắt mà lại đi dẫn đường nên đã rơi vào hố lửa đang cháy rực. Cuối cùng con rắn bị chết cháy. Các cháu có biết đầu rắn chính là ta, còn đuôi rắn chính là các cháu? Chúng tôi hả? Đúng vậy. Ta có mắt trí tuệ nhìn thấy chân lý của vạn vật. Ta muốn dạy dỗ các cháu. Còn các cháu không có trí tuệ nhưng mà lại không chịu nghe lời của ta. Ông ấy nói rằng chúng ta là cái đuôi không có trí tuệ thì là quá đáng. Quá đáng thì. Này ông coi người khác đó là khờ dại hết hả? Các cháu giận rồi sao? Một thanh niên lỗ mãng hay một chút là nổi giận. Ta sẽ kể một câu chuyện khác. Đó là chuyện gì vậy? Đó là chuyện gì? Trong một thị trấn nọ, có một chàng thanh niên sinh sống. Một hôm, người thanh niên đi qua một căn nhà nọ, nghe thấy người trong nhà nói tới mình. Cậu thanh niên này khá lắm, nhưng mà khuyết điểm duy nhất của cậu ta là nóng nảy. Ông nói cái gì? Đâu chỉ có vậy mà còn lỗ mãng nữa. Ông nói rất đúng à. Ông nói cái gì? Tôi tức giận hồi nào hả? Tôi lỗ mãng hồi nào? Hay ông mau nói đi, nói đi. Nói ông, nói. Bây giờ không phải đang tức giận hay sao? Lúc nãy cậu không phải lỗ mãng đó sao? Xin lỗi, tôi không cố ý. Bà là Đà, cháu muốn giống như chàng thanh niên đó để cho mọi người cười cháu có phải không? Cháu biết rồi, cứ việc nghe đi cha anh Đà. Sao hả Ben ca? Không cần đâu, không cần phải nghe thuyết pháp gì hết. Tất cả mấy câu chuyện này tôi đều nghe hết rồi, không cần nghe nữa. Ben ca, nghe cháu nói như vậy tức là cháu tự cho mình là thông minh lắm, có phải không? Cho rằng mình thông minh không được hả? Ngày xưa ở một nơi nọ có một người cũng giống như cháu vậy. Người này tự cho rằng trên đời này không ai thông minh bằng mình cả. Và ông ấy lên thuyền sang sông du ngoạn. Thôi chết rồi. Mình muốn nhờ người lấy thuyền lượm cái bát hộ mình, nhưng mà xem ra anh ta đang bận rộn quá. Đúng rồi. Cứ vậy đi, rất ít người thông minh được như mình đó. Ở dưới không có gì hết trơn á. Trời ơi, sao lại không? Có thể có chứ, là vật bằng bạc của ta, tìm kỹ đi. Có thật ở đây không vậy thưa ông? Trời ơi, đương nhiên rồi, cái bát rơi xuống nước ta đã đánh dấu ở mạn thuyền mà, anh hãy xem kỹ lại đi. Đó. Ông đánh dấu ở lúc nào vậy? Lúc nào vậy thưa ông? Thì lúc thuyền còn ở trên sông đó. Ấy, ông khách ơi, chiếc thuyền luôn luôn di động mà. Di động hả? Rơi xuống giữa dòng sông, đương nhiên là chìm xuống đáy rồi. Có làm dấu ở trên thuyền thì nó cũng không chạy theo dấu đâu. Nói cũng phải đó. Thấy thì rất thông minh, nhưng thực sự thì ngu dốt quá đó. Con người trên đời không thể tự luôn cho mình là kẻ thông minh.
Mọi người từ khi sinh ra đều bắt đầu là vô minh cả. Do vậy cần phải tìm thầy để mà học tập. Cần phải học tập sao? Đúng vậy. Hả? Vậy thì cháu không có muốn. Tại sao lại không muốn chứ? Vì trí nhớ của Elsa kém lắm. Cháu đợi tới khi lớn lên đầu óc thông minh hơn rồi mới học có được không? Nếu đời lớn khôn muốn học e rằng sẽ muộn. Giá là như vậy sẽ giống như người ngu dốt dắt sữa bò vậy. Một hôm, anh chàng dốt muốn dắt sữa bò chiêu đãi vài người khách của mình. Như vậy chắc là không đủ đâu. Hay là ta tích tụ sữa dắt được mỗi ngày rồi mới mời khách vậy? Nhưng mà để như vậy, sữa sẽ lên men chua. Thiệt là đau đầu quá. Phải rồi, ta đừng dắt sữa nữa. Hãy để dành sữa trong bụng của bò. Như vậy, sữa sẽ không bị lên men nữa. Đúng vậy, mình thiệt là thông minh. Không được bú nữa nha. Ê, qua đây đừng có bú nữa mà. Kể từ ngày đó, chàng dốt này không dắt sữa bò hàng ngày nữa, mà cũng không cho con bê bú suốt trong một tháng. Cảm ơn các vị đã đến đây. Xin hãy đợi một lát, tôi sẽ đem sữa tích tụ lên đây mời mọi người uống cho thỏa thích. Chắc sữa được tích tụ lâu nay sẽ có nhiều lắm đây. Hả? Ta trông cậy vô mày đó nha. Trông cậy vô mày đó. Nào, bây giờ làm nào. Sao kỳ vậy ta? Không có giọt nào hết vậy. Chảy ra đi, chảy ra đi. Tại sao mày lại như vậy chứ? Tại sao vậy chứ? Hả? Tại sao vậy chứ? Hả? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Trời ơi! Cứu tôi với! Chàng dốt này hàng ngày vì không dắt sữa và cũng không cho bê con bú, cho nên trong thời gian này đã làm cho tuyến sữa của con bò bị cạn. Nếu như các cháu còn nhỏ mà không chịu chăm chỉ học hành thì cũng giống như chàng ngốc chắc sữa kia, muốn khóc cũng không ra nước mắt. Cháu không có muốn dốt đâu, cháu sẽ đi học ngay. Cho mày thay đổi mau vậy. Bây giờ tụi cháu bắt đầu đi học thì có thể thông minh ngay được không thưa ông? Không thể được. Sao? Tại sao vậy? Không được hả? Vậy cháu không học đâu. Cháu cũng không học. Trí tuệ là do học tập chuyên cần mà được. Người chỉ học vài ngày mà đòi được thông minh thì chẳng khác nào với anh nhà giàu nọ muốn xây thẳng tầng lầu 3 vậy. Chuyện là như vậy. Có một anh nhà giàu, trên đường đi anh ta nhìn thấy một tòa nhà cao 3 tầng thật sang trọng và đẹp đẽ. Ôi, thiệt là tuyệt vời, ta sẽ xây tòa nhà 3 tầng như vậy nè. Quản công. Ê, dạ. Ông đang làm cái gì vậy, hả? Thì tôi làm theo ý của ông chủ mà, xây tòa nhà 3 tầng đó. Hả, đây là tầng thứ nhất à? Dạ, trước tiên là phải xây tầng thứ nhất, kế đến là tầng thứ hai, và sau cùng là mới đến tầng thứ ba được chứ. Ai kêu ông xây tầng thứ nhất với tầng thứ hai chứ hả? Hả? Ta chỉ cần xây tầng thứ ba mà thôi. Trời ơi ông chủ à, vậy không có được đâu. Tính của ta nóng lắm đó nghe chưa, đừng có nói nhiều, hãy mau đi xây tầng thứ ba cho ta, nhanh lên, đừng để ta đợi. Được, tôi xây liền mà. Tôi xây xong rồi đó ông chủ. Quán công, nhà đã xây xong rồi nhưng phải lên bằng cách nào đây? Thì trèo cột nhà lên chứ làm sao nữa. Trèo cột nhà hả? Vậy không có tầng thứ nhất, tầng thứ nhì thì đâu còn cách nào nữa. Xin mời ông. Quản công à, đẩy ta lên đi, đẩy ta lên. Nếu như mà ông té tôi không rách trách nhiệm đâu đó nha.
Thiệt là mệt chết đi được à. Tôi đã nói rồi, cái này tôi không có trách nhiệm đâu. Tôi không có trách nhiệm đâu. Ê Chanda, mày biết không, Asa muốn biến thành thông minh cần phải kiên trì để học tập. Không còn cách khác nên phải cố gắng thôi. Tôi cũng vậy, tôi cũng sẽ cố gắng ha. Đây chính là ưu điểm của Asa. Được rồi, bây giờ mọi người đều có lòng muốn học tập. Ta là người của tộc Thích Ca, họ là Cồ Đàm. Là người Thích Ca? Tôi có được nghe qua rồi. Thì phải rồi, tôi đã biết là ông ta. Này đừng có tự khen mình nữa, không có biết xấu hổ gì hết à. Ta muốn giúp cho mọi người diệt trừ đi sự u mê, ngu xuẩn và đau khổ. Nghĩ hết mọi cách để hướng dẫn mọi người đi tới cảnh giới yên tĩnh và thanh thản. Đây là một việc làm rất là khó khăn. Cần phải có sự nhẫn nại lâu dài. Cho nên không thể đợi ngày mai mới học tập. Phải nên bắt đầu từ bây giờ. Chúng ta phải bắt đầu từ cái chỗ đơn giản nhất. Hôm nay ta chỉ muốn các cháu hiểu rõ một câu chuyện, là phải ngừng ngay một hành vi rất ngu xuẩn. Hành vi ngu xuẩn hả? Giống như là khi nãy các cháu đã ăn hiếp Ni Đề vậy. Ta hỏi các cháu, khi nãy tại sao lại đi ăn hiếp Ni Đề? Dừng tay, xin dừng tay, đừng ném nữa mà. Đi đây. Nè, hãy nói ta nghe coi, tại sao lại đi ăn hiếp ông ta? Tại vì ông ta hôi. Tại vì ông ta hôi quá. Ông ta dơ. Đúng rồi, ông ta vừa hôi là vừa dơ nữa. Đó là bởi vì Ni Đề phải dọn rửa những đồ vật dơ. Trong các cháu, không lẽ có người không thải ra những đồ vật dơ đó hay sao? Các cháu có tự mình dọn dẹp không? Như vậy, các cháu thử nghĩ coi, là ai đã giúp đỡ các cháu dọn dẹp? Là chú Ni Đề, là chú Ni Đề. Là ông ta đó. Nói một cách khác, các cháu đều nhận sự giúp đỡ của Ni Đề. Các cháu không những là không biết cảm ơn, để còn ăn hiếp ông ta. Đây gọi là dông ân bội nghĩa. À đúng rồi, ở một quốc gia nọ có một thương gia tên là dông ân phụ nghĩa. Một ngày nọ, dông ân phụ nghĩa và những người bạn cùng lên thuyền ra biển. Đột nhiên trên mặt biển nổi lên trận phong ba kịch liệt. Thuyền đã chìm, những ngọn sóng tựa như những ngọn núi cao muốn nuốt sống họ. Những thương gia bị trôi dạt trên biển cả, được một con rùa biển không biết từ đâu đến cứu họ. Đây là rùa biển đó. Rùa biển đó cứu chúng ta. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Trên đó có đảo kìa, có đảo kìa. Con rùa biển đã chở các thuyền nhân tới đảo. Và rồi trận phong ba cũng đã ngừng. Được cứu thật là tốt, nhưng mà trên đảo không có đồ gì có thể bỏ vào bụng hết. Cái bụng đói thiệt, đói chết luôn. Ây da, đói bụng quá. Nhìn nó ngủ ngon thiệt nha. Hay là giết nó ăn thịt đi. Cái này thiệt là quá đáng à. Nó đã cứu chúng ta, ông làm vậy không thấy quá đáng sao? Vậy các người đừng có ăn nha.
không chết ở ngoài biển thì chết ở đây cũng đâu có gì khác đâu. Hả? Hả? Ta no rồi á. Thật là tội nghiệp cho con rùa biển. Thì đúng vậy đó. Đừng có khờ nữa. Làm người không thể mềm lòng được chứ. Hả? Đó là tiếng động gì vậy? Hả? Là voi đang tiến về hướng này đó. Hả? Chạy đi. Hả? Nhanh lên chạy. Chạy mau đi. Chạy mau đi. Cứu mạng. Cứu mạng. Chạy đi. Chạy đi. Cứu mạng. Ba người giống ông Phụ Nghĩa đã kêu cứu rất lớn tiếng, nhưng đã không còn có rùa biển để cứu họ nữa. Được rồi, không lẽ các cháu cũng muốn giống như tên thương gia đó sao? Bị gọi là giống ân Phụ Nghĩa. Không có muốn. Cháu cũng vậy. Cháu cũng vậy. Được rồi, vậy thì các cháu hãy vì hành động lúc nãy mà nói xin lỗi với Ni Đề đi. Đi xin lỗi ông ta. Không thể như vậy được đâu. Tôi gánh không nổi đâu. Ni Đề. Tôi sẽ không xin lỗi. Ni Đề là nô lệ. Hơn nữa, giai cấp của ông ta là thấp nhất. Chứ tuyệt đối không có đi xin lỗi ổng đâu. Không đi. Banh ca, cháu sai rồi. Không. Cậu Banh ca nói rất đúng. Tôi là người xuất thân thấp nhất ở trong thị trấn này. Và hơn nữa, công việc của tôi làm vừa hôi lại vừa dơ, bị người ta khinh bỏ. Tôi nghĩ đó là chuyện đương nhiên. Họ có thể ăn hiếp tôi không để ý đâu. Ni Đề à, ý của ông cũng sai rồi. Hả? Người không do xuất thân mà cao quý, mà là do hành vi mà cao quý. Người lẽ ra đã không có sai biệt. Tạo ra sự khác biệt đó chính là tư tưởng tự cao của Banh ca cháu. Cháu tưởng là chỉ có mình cháu là thông minh vĩ đại, nhưng mà cháu đã làm tổn hại tới trái tim của Ni Đề. Việc này nhất định sẽ làm hại tới bản thân cháu, cũng giống như là một con chim hai đầu vậy. Ây da, cái đó là của ta đó. Thiệt là không biết xấu hổ nha. Thiệt là... Nè ngươi đừng có ăn hiếp tao quá nha. Lần nào cũng dành ăn những trái ngon hết trơn, thật là quá đáng á. Tao không muốn ở chung với người đó đâu. Cút mau đi. Cút mau. Không thể nào đâu. Ta không thể nhịn nhục nữa. Hãy tránh ra mau. Tránh ra. Ngươi kêu ta làm sao tránh đây? Được. Ta gạt hắn ăn trái cây độc trên kia, để cho hắn chịu đau khổ á. Lỗi của ta đó. Chúng ta về đi ha. À, trái cây này ngon nhất trên đời kia, ta nhường cho ngươi đó. Ăn đi. Thiệt là ngại quá. Hãy chờ mà coi. Đã biết lợi hại của ta chưa? Ta cho ngươi đau chết luôn. Vì để trả thù cái đầu kia, cuối cùng đã hại tới bản thân mình. Hai cái đầu có cùng một thân thể, nhưng mà lại quên rằng cả hai đã ngồi chung một chiếc thuyền. Những sinh mạng trên đời đều có một sự tương quan, đã kết thành một đại sinh mạng. Ta và A Nan bên cạnh ta đây, và tất cả các ngươi, Banh ca, còn có Đi Đề, chúng ta đều là anh em cùng một sinh mạng. Cho nên chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau, để mà chung sống hòa bình. Không thể tự cho mình cái quyền làm hại tới người khác và coi thường họ. Còn nữa Ni Đề. Thế Thôn mà, cái này ngày làm gì vậy? Xin ngài hãy buông ra. Cái tay của con dơ bẩn như không vậy. Không thể coi thường chính bản thân.
Con dơ thật mà. Một chút xíu cũng không có dơ. Công việc mà đôi bàn tay này làm cũng giống như ta vậy. Như là ngài. Ông dọn dẹp những đồ dơ bẩn ở trong nhà, còn ta thì thanh trừ sự dơ bẩn ở trong lòng. Theo cách nhìn của ta, hai việc này đều là những việc rất cao quý. Ni Đề, ta nói ông nghe, ông cũng giống như ta mà thôi. Cảm ơn ngài. Ngài, cảm ơn ngài. Thiệt là cảm ơn ngài. Hãy đứng dậy đi. Dạ. Đây các cháu nhỏ, các cháu đã hiểu chưa? Dạ, Thế Tôn, con biết rồi. Manh Ca, còn cháu? Con đã sai, con nhận sai. Vậy tốt quá. Bây giờ hãy tới xin lỗi Ni Đề đi. Con xin lỗi. Không có chuyện gì đâu. Con sai rồi. Đúng vậy, chúng cháu sai rồi. Cảm ơn ông nha. Cảm ơn ông dọn dẹp giùm cho chúng cháu. Cảm ơn ông Tóc Tóc. Không có gì. Tôi phải cảm ơn các cháu mới đúng. Cảm ơn nhiều. Thế Tôn mà, Ni Đề không biết phải cảm ơn ngài như thế nào nữa. Không cần phải cảm ơn, đây là công việc của ta mà. Cảm ơn ngài, con suốt đời sẽ không quên. Tạm biệt Ni Đề. Nếu muốn nghe thuyết pháp thì lúc nào ta cũng sẵn lòng đón tiếp ở Tịnh Xá. Vậy nhất định con sẽ đến đó. Tạm biệt các cháu, tạm biệt. Tạm biệt ngài Thích Ca. Tạm biệt ngài. Tạm biệt ngài. Tạm biệt. Bài thuyết pháp vừa rồi thật vô cùng quý báu. Con cũng học hỏi được không ít điều hay từ đây. Việc này cũng phải cảm ơn các cháu nhỏ. Vâng ạ. Các cháu nhỏ vừa rồi luôn luôn ghi nhớ đoạn thuyết pháp này của Thế Tôn. Còn Ni Đề sau này cũng trở thành một đệ tử của Thế Tôn. Cách đây 2.500 năm về trước, từ phía bắc Ấn Độ, chúng ta có thể thấy được vùng cao nguyên trên ngọn Himalaya. Có dòng họ Thích Ca đã chọn Ca Tỳ La Vệ làm trung tâm xây dựng lên một nước nhỏ. Câu chuyện bắt đầu từ mùa xuân năm ấy. Dương phi của Du Tịnh Phạn thành Ca Tỳ La Vệ là Ma Gia Phu Nhân, trên đường trở về thành thiên tý quê nhà đợi sanh. Giữa đường, hoàng hậu Ma Gia dừng nghỉ ở vườn Lâm Tỳ Ni. Trong vườn có muôn sắc hoa đang nở rộ, trong đó đặc biệt là có cây dừa ưu nở hoa rất đẹp. Phu nhân đã sinh ra thái tử Cù Đàm Tất Đạt Đa dưới cội cây. Đó cũng chính là Đức Thế Tôn sau này. Căn cứ theo kinh điển thì sau khi Thế Tôn ra đời, ngài đi 7 bước, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, cất tiếng nói: trên trời dưới đất chỉ có ta là hơn hết. Chư thiên rất là cảm động nên liền giải mưa trời. Trong 7 bước mà Thế Tôn đi thì 6 bước là lục đạo. Đó cũng chính là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời, 6 con đường mê này. Còn bước thứ 7 là dụ cho vượt thoát thế giới mê, tiến vào thế giới ngộ. Ngày sanh của Đức Phật theo truyền thuyết là mùng 8 tháng 4. Hiện tại người ta dùng hình thức dâng hoa để chúc mừng. Ma Gia Phu Nhân, mẹ ngài sau khi sanh 7 ngày thì băng hà. Người nuôi dưỡng Tất Đạt Đa là dì ruột Maha Ba Xà Ba Đề. Tất Đạt Đa văn võ song toàn, toàn thể dân chúng đều mong mỏi ở ngài sau này. Nhưng Tất Đạt Đa bản tánh ưu tư suy nghĩ. Một hôm ngài thay vua cha ra ngoài thành dự lễ cúng tế mùa màng. Oh.
Trùng thì bị chim ăn mất, còn chim thì thành miếng mồi của chim ưng. Nhìn thấy cảnh tượng loài vật tàn hại lẫn nhau, Thái tử Tức Đạn Đa ngày ngày buồn sầu không vui, dẫn đến trầm tư. Nhìn thấy bộ dạng buồn bã của Tức Đạt Đa, vua cha Tịnh Phạn cũng không khỏi đau lòng. Quốc Dương liền tìm mọi phương cách để cho Tức Đạt Đa được vui vẻ trở lại. Khi Tức Đạt Đa trưởng thành, vua đã rước công chúa Gia Du Đà La xinh đẹp về để làm vợ thái tử. Nhưng nỗi lòng của Tất Đạt Đa vẫn chưa dứt. Một hôm, Tất Đạt Đa đi ra cửa thành phía đông để xem xét. Nè Sa Lạc, đó là gì vậy? Thưa ngài, đó là một người già. Ê, tránh ra mau lên, tránh ra. Đừng có hối thúc ông ta. Một ngày rồi ta cũng sẽ già yếu như ông ta vậy thôi. Lại một ngày khác, thái tử ra khỏi cửa thành phía nam. Dừng xe lại. Đó là gì vậy? Dạ thưa ngài, người này bị mắc bệnh nặng lắm, trông có vẻ rất đau đớn. Rồi cũng sẽ có một ngày ta cũng bị bệnh như ông ta. Thiệt là đau khổ. Lại là một ngày khác, thái tử ra khỏi cửa thành phía tây. Đó là gì vậy? Thưa thái tử, đó là một người chết. Tang gia đang khiêng người chết đi chôn cất đó ạ. Và một ngày nào đó ta cũng chết như ông ấy vậy. Ta cũng sẽ già yếu bệnh hoạn, rồi cũng chết đi như vậy thôi. Những thú vui ngắn ngủi trước mắt cuối cùng cũng sẽ trở thành đau khổ.